Sáng ngày 22 tháng 6 theo giờ Việt Nam, các chuyên gia săn tin chuyển nhượng Fabrizio Romano và tờ The Athletic đã xác nhận Arsenal và Chelsea đã đi đến thống nhất với mức phí chuyển nhượng dành cho Kai Havertz. Theo đó, thì cầu thủ người Đức sẽ chuyển tới phía Bắc London với khoản phí trị giá 60 triệu bảng, cộng thêm 5 triệu bảng các điều khoản bổ sung. Trước đó, thì Arsenal đã sớm chốt xong các thỏa thuận cá nhân với tuyển thủ Đức. Người cũng đã nói rõ với Chelsea rằng anh chỉ muốn sớm được chuyển tới chơi bóng ở sân Emirates. Kai Havertz sẽ có cuộc kiểm tra y tế vào cuối tuần này trước khi ký hợp đồng dài hạn với Arsenal, khép lại 3 năm chơi bóng cho The Blues với đỉnh cao là danh hiệu Champions League đáng nhớ, mà cựu cầu thủ của Bayer Leverkusen chính là tác giả của bàn thắng duy nhất trong trận chung kết với Man City vào năm 2021. Về phần Arsenal, kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay được xem là rất quan trọng đối với đội chủ sân Emirates. Đội bóng của Mikel Arteta đã có những bước thăng tiến đáng kể một giai trước và thậm chí là đã từng có khoảng thời gian rất dài ngự trị trên ngôi đầu của bảng xếp hạng Premier League. Mặc dù vậy thì Arteta hiểu rằng bản thân ông và Arsenal sẽ cần phải thay đổi nhiều hơn để có thể đánh bại được thế thống trị của Man City. Và bước đầu tiên trong công cuộc nâng cấp pháo thủ thành London của Mikel Arteta đó là ký hợp đồng với Kai Havertz. Vậy điều gì đã khiến cho chiến lược gia người Tây Ban Nha quyết định có chữ ký của Kai công chúa, trong khi bản thân cầu thủ này chưa hề đáp ứng được sự kỳ vọng của người hâm mộ ở sân Stamford Bridge? Thêm nữa thì Arteta sẽ sử dụng Havertz như thế nào trong đội hình của Arsenal mùa tới? Hãy cùng chúng tôi đi tìm hiểu trong video ngày hôm nay. Kai Havertz chơi tốt nhất ở vị trí nào? Đó là câu hỏi mà Frank Lampard, Thomas Tuchel và Graham Potter đều không có câu trả lời. Cậu Kai là một cầu thủ bí ẩn, vừa là tiền đạo vừa là tiền vệ. Havertz hiếm khi tỏ ra hoàn toàn thoải mái với vai trò của mình trong hệ thống Chelsea. Ngôi sao người Đức đã chơi dưới 3 đời huấn luyện viên khác nhau ở Stamford Bridge và vận hành trong nhiều hệ thống khác nhau. Và cho đến tận bây giờ, nhiều cổ động viên vẫn chưa rõ đâu sẽ là vị trí tốt nhất của anh. Nhưng với Arsenal thì khác, có vẻ như là pháo thủ thành London, mà cụ thể là huấn luyện viên Mikel Arteta đã có câu trả lời nếu căn cứ vào sự quyết tâm của đội chủ sân Emirates trong việc ký hợp đồng với Kai Havertz. Một phần quan trọng khiến cho Kai công chúa là một mục tiêu hấp dẫn với Arsenal đó là bởi sự đa năng của cầu thủ này. Mikel Arteta và giám đốc thể thao Edu thường nhắm đến những cầu thủ có khả năng chơi nhiều vị trí trên thị trường chuyển nhượng, và Kai Havertz là chắc chắn đáp ứng được yêu cầu đó. Truyền thông Anh cũng cho rằng huấn luyện viên người Tây Ban Nha của Arsenal đã có một cuộc trò chuyện riêng với cầu thủ 24 tuổi. Cựu trợ lý của Pep Guardiola có sức hút lớn về phong cách và huấn luyện viên cá nhân. Ông đặt niềm tin về việc Havertz sẽ được phát huy tối đa khả năng của mình trong một thế trận kiểm soát bóng có cấu trúc. Dù ít hay nhiều thì tôi là một tiền vệ, nhưng tôi lại ưa thích việc xuất hiện thường xuyên trong vòng cấm. Mikel Arteta có thể coi sự linh hoạt của Kai Havertz là một điểm mạnh, nhưng Arsenal thường sử dụng đội hình 4-3-3 trong các trận đấu, và cầu thủ người Đức có thể sẽ gặp khó khăn trong việc thích nghi với sơ đồ chiến thuật này. Cụ thể là ở hàng tiền vệ của Arsenal mùa trước, Thomas Partey và Granit Xhaka là hai cầu thủ chơi vị trí double pivot. Dù có khả năng xâm nhập vòng cấm ấn tượng, nhưng Havertz lại khá mong manh trong khả năng phòng ngự. Do vậy thì người hâm mộ pháo thủ vẫn có quyền đặt niềm tin vào Kai Havertz trong một vị trí thay thế Granit Xhaka, người sẽ chuyển tới Bayer Leverkusen trong mùa hè năm nay. Trong những dịp hiếm hoi được giải phóng khỏi vị trí số 9 ở Chelsea, Havertz vẫn được thể hiện tố chất của một tiền vệ hàng đầu. Minh chứng cho điều này là màn trình diễn của Havertz ở trận lượt về vòng 16 đội Champions League trên sân nhà trước Borussia Dortmund vào đầu tháng 3 vừa qua, nơi anh chơi ở vị trí tiền vệ trong sơ đồ 3-4-3 phía sau Raheem Sterling. Việc được xuất phát ở những vị trí lùi sâu khiến cho Kai Havertz có thể thực hiện được những pha chạy chỗ sở trường của mình và tạo ra sự bọc lót cần thiết cho hàng phòng ngự. Nếu thi đấu vị trí số 10, Kai Havertz sẽ trở thành phương án đảm bảo chiều sâu cho Martin Odegaard. Tuy nhiên rõ ràng là Arsenal không chi tiền nhiều đến vậy cho một phương án xoay tua. Arteta xem Havertz là mục tiêu hàng đầu phải đem về kỳ chuyển nhượng này, nên hẳn là ông đã có những giải pháp để sử dụng cầu thủ người Đức. Ở Arsenal hiện tại, Gabriel Jesus là người đang chiếm suất đá chính ở vị trí cao nhất trong đội hình. Cựu sao Man City là mũi nhọn có sức công phá, khả năng lùi về hỗ trợ phòng ngự và biết cách tạo khoảng trống cho Bukayo Saka và Gabriel Martinelli ở hai cánh. Sau khi Jesus chấn thương, Eddie Nketiah không thể khỏa lấp sự vắng mặt của tiền đạo người Brazil. Đó cũng chính là một trong những nguyên nhân khiến cho pháo thủ phải đầu hàng trước Man City trong cuộc đua đến với ngôi vương Premier League 2022-2023. Trái lại thì Kai Havertz là một chân sút có khá nhiều nét tương đồng với Jesus. Khả năng di chuyển rộng và hỗ trợ không tinh tiền bóng của tuyển thủ Đức cũng có thể giúp cho Arsenal khai thác điểm mạnh ở hai cánh với Saka, Martinelli hay Leandro Trossard. Thậm chí là Havertz có thể ra sân cùng với Jesus nếu Mikel Arteta thực hiện một số thay đổi chiến thuật. Thay vì ra sân với sơ đồ 4-3-3 quen thuộc, Arsenal có thể chơi với cả Havertz lẫn Jesus trên hàng công trong sơ đồ 4-4-2. Khi bước vào trận đấu, chiến thuật này còn có thể thay đổi linh hoạt với việc cầu thủ 24 tuổi lùi về hỗ trợ tuyến dưới, còn Jesus thì thiên về giữ vị trí hơn. Sơ đồ 4-4-2 khi đó có thể được chuyển sang 3-2-4-1, giống với phát kiến của huấn luyện viên Pep Guardiola tại Man City mùa 2022-2023. Ở đó thì Oleksandr Zinchenko từ vị trí hậu vệ cánh trái có thể dâng lên đá tiền vệ trung tâm với Thomas Partey.
Trong khi đó thì Kai Havertz từ tuyến trên có thể lùi xuống kết hợp cùng Martin Odegaard và cũng có thể tự do dâng lên để kết hợp cùng với Jesus. Ưu điểm của lựa chọn này là Martin Odegaard sẽ không phải nhận toàn bộ gánh nặng sáng tạo, trong khi Gabriel Jesus sẽ có nhiều sự tự do hơn khi Kai Havertz xuất hiện trong vòng cấm, với cầu thủ người Đức có khả năng chạy chỗ không bóng rất tốt. Bằng chứng là Havertz chỉ xếp sau Son Heung-min của Tottenham về số lượng những pha di chuyển không bóng trong số tất cả những tiền vệ cánh hay tiền đạo ở Premier League. Còn những pha di chuyển không bóng vào vòng cấm, Havertz cũng chỉ chịu thua mỗi Erling Haaland. Hồi còn ở Chelsea, rất nhiều bàn thắng mà Havertz ghi được là những pha ghi bàn bằng đầu. Do đó thì Arsenal sẽ lợi hại hơn trong những tình huống bóng bổng. Muốn cạnh tranh tại Champions League lẫn Premier League mùa sau, Arsenal cần bổ sung lực lượng. Kai Havertz với bộ kỹ năng của một số trí não có thể là mảnh ghép phù hợp để đá cập hoặc thay thế mũi nhọn Gabriel Jesus khi cần. Không chỉ vậy thì ở tuổi 24, cựu cầu thủ của Bayer Leverkusen còn nhiều thời gian để phát triển thêm và phù hợp với đội hình trẻ trung của huấn luyện viên Mikel Arteta.